Alo, alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân yêu của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và là đầu tiên xin cho em mến chúc cho đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Bữa hôm nay em có một cái clip khá đặc biệt về con chó bé Rê Đức lực lưỡng này. Cũng khá là đẹp ha, đây là cái giống chó thuần chủng mà em rất là yêu thích. Cái ngoại hình nó cao ráo, lông thì dài, dễ thương lắm. Nó rất là nghe lời chủ. Và bữa nay em là cái cô chủ nóng bỏng trong câu chuyện này, và cái kết ra làm sao đây là một cái video khá là bựa. Tại vì bựa nghĩa là bẩn, có nhiều người người ta nói là bựa có nghĩa là bẩn. Mình nuôi con chó như vậy có nghĩa là mình chơi dơ, chơi bẩn vậy đó. Cho nên em nghĩ là em làm một cái video rất là bình thường, nó có gì đâu. Nhưng mà cái video của em nó mang tính chất giải trí cực mạnh thôi. Và cái chuyện mà ngày hôm nay em muốn chia sẻ với lại gia đình của mình đó là cứ 10 phút là làm một phát. Cứ 10 phút là làm một phát cô chủ nóng bỏng và con chó bé Rê ra sao. Cái kết ta nói không thể nào tưởng tượng được luôn, quá bất ngờ luôn. Thì xin phép quý vị đại gia đình của mình là ngày hôm nay em xin phép chia sẻ một cái chuyện này nha. Tại vì từ đó đến giờ là em chia sẻ, em nói không mà em chưa bao giờ làm. Tại vì bây giờ là bữa tối hôm nay là em quyết định em chia sẻ một cái chuyện này, ta nói chưa bao giờ mà có trên YouTube luôn. Cứ 10 phút là làm một phát là làm cái gì vậy? Trời đất ơi, làm cái gì phải nói rõ ràng cho người ta nghe đó. Tới có nhiều người người ta bắt lỗi em vậy đó. Thì em xin phép em khuyết em kể cho gia đình của mình ha. Em ngồi lên cái ghế cho nó đỡ đau chân. Trời ơi, em ngồi dưới đất từ nãy giờ nó tê chân muốn chết luôn vậy đó. Tao nói nó giống như là mình ngồi vậy đó, là máu mình nó chạy không đều, thành thử ra nó cái chân nó bị đau đó. Thì em ngồi lên cái ghế em kể cho gia đình của mình nghe cái câu chuyện ngày hôm nay nha. Trời đất ơi, ngồi lên ghế mình nó cứ tuột hoài à. Thì á là trời đất ơi, cái chuyện mà cứ 10 phút mà làm một phát này á, là em nghĩ rằng là mình thôi đừng nên nói ra. Nhưng mà mình nghĩ là thôi bây giờ mình đã lỡ kể, lỡ chớn rồi. Kể từ bữa giờ mấy cái chuyện mà cô chủ nóng bỏng và con chó bác Rê thì thấy mọi người rất là quan tâm. Cho nên là bữa hôm nay em quyết định em chia sẻ nó hay hơn mà nó đi sâu vấn đề hơn. Tại vì nhiều người nói em là nói vòng vòng hoài, không có nói về vấn đề chính mà nói vòng vòng tào lao gì đâu không à. Cho nên là bữa nay em quyết định là em nói thẳng vấn đề chính luôn. Là cái bằng là cái ngày hôm đó đó nha. Là em không có ngờ được luôn đó. Từ đó đến giờ là em chưa bao giờ gặp một cái trường hợp nào mà nó như thế này đó. Thì cái chuyện mà cứ 10 phút mà làm một lần đó, là cái chuyện giữa cô chủ nóng bỏng và con chó bé Rê đã làm gì, cái kết ra làm sao đó. Thì cái chuyện như thế này, vào một cái ngày đẹp trời mưa gió bão bùng tầm tã, thì bắt đầu là cái con chó của em á, cái con chó mà bẹt rê của em á, là từ trước đến giờ nó chưa bao giờ có những cái hành động lạ như vậy. Và em cũng chưa bao giờ thấy được cái chuyện này nó xảy ra trong nhà của em. Cho nên là cái chuyện này nó quá sức tưởng tượng luôn. Mọi người cứ tưởng tượng đi. Em đang nấu cơm ở trong nhà. Nấu cơm trong nhà thì mấy con chó nó ngủ ngoài hành lang á. Đó, thì thử ra là mấy đứa nhỏ thì nó ở trong đây. Thỉnh thoảng thì em dắt con chó đi ra ngoài đường thì mấy đứa nhỏ đi theo để chơi, để mà làm quen với con chó. Tại con chó em nuôi nó cũng khá là dữ. Một con thì là Doberman, một con thì là German Shepherd, là hai cái giọng chó là giống chó Đức, Béc Rê Đức. Thành thử ra là hai cái loại chó này nó rất là dữ, mà nó coi nhà, mà rất là thông minh, mà rất là trung thành với chủ. Thành thử ra là em lúc nào cũng cho nó kết nối với mấy đứa nhỏ hết. Đó, như mấy đứa nhỏ là những người bạn với nó vậy đó. Thì nó sẽ có những cái trường hợp mà mình thường thấy trên TV á, là con chó đó nó ăn, nó đang ăn ấy, tự nhiên cái những đứa bé đứng gần thì con chó nó tưởng là giành đồ ăn. Đó, thành thử ra là nó bảo vệ cái đồ ăn của nó qua, nó tấn công cái đứa nhỏ. Thành thử ra là em sợ những cái trường hợp đó nó xảy ra với con của mình lắm. Cho nên là ngay từ đầu em cho con chó làm bạn với con của em rồi. Và khi nó ăn nó rất là hiền nha mọi người. Con của em đứng gần để tai nghe kế đến cái miệng đó, nó cũng không có tiếng nào hết. Em kể sơ sơ về cái chuyện con chó làm quen với con của em đi. Rồi sau đó em sẽ kể cho mọi người nghe cái chuyện mà 10 phút nó làm một phát. Ôi dồi ôi, từ đó đến giờ em chưa bao giờ thấy cái chuyện này xảy ra luôn. Mà thậm chí là trước đây em cũng đã từng có nuôi một con chó, gọi là con chó đó gọi là ngao, con ngao Pháp đó, mọi người biết không? Nếu mọi người chưa biết thì mọi người có thể search ra Dog de Bordeaux, ngao Pháp. Thì mọi người sẽ biết được con chó nó màu vàng, cái miệng nó hơi bự vậy nè, mà cái miệng nó hơi chảy, nó mới nước dãi đó. Thành thử ra nó rất là dơ nhà, dơ cửa, nhiều khi nó bùng bùng nó lắc một cái là coi như là nước miếng nó văng lên tường. Rồi nó văng vô mặt, lăn vô quần áo của em luôn. Thành thử ra là em cũng rất là như thất vọng vì con chó đó, nhưng mà nó đã già rồi, nó đã mất rồi. Thành thử ra em mới mua con chó này. Và em cũng chưa bao giờ thấy con chó đó, nó cũng rất là cao bự bằng con bé Rê đó, không ít đâu. Nó cũng là cái giống chó cũng coi nhà cũng dữ dội lắm, cũng dữ lắm. Đó là một trong những cái loại chó dữ đó.
Nhưng mà đối với em thì nó rất hiền, nhưng ra ngoài thì nó rất dữ. Chó nó ngộ lắm, nó thông minh lắm nha. Nó trong nhà mình thì nó rất hiền, nhưng không biết vì sao nó ra ngoài đường thì nó rất là dữ, hầm hố gì lắm. Nó sủa, nó bảo vệ cái nhà của mình mà, nó coi tài sản mà, thành thử đó là cái trách nhiệm, cái nghĩa vụ của con chó. Và khi mà em nuôi con chó này thì hỡi ơi trời đất ơi, cái chuyện mà 10 phút mà làm một phát này thì em nói thiệt chưa bao giờ xảy ra hết. Tại vì trước kia em cũng đã từng nuôi một con chó rồi chứ không phải ít đâu. Và khi mà cái chuyện này nó xảy ra là cái chuyện gì vậy? Nó từ nãy giờ em nói mà em chưa nói chuyện đó ra. Thì cái ngày hôm đó đẹp trời đó, thì bỗng nhiên là em đang nấu cơm trong nhà, thì bắt đầu em mới đi ra ngoài, em hửi thấy cái mùi gì thẩm thẩm, hôi quá, thúi quá, thúi quá, làm như con chó nó đang y trong nhà mình hay sao đó. Thì em vừa bước ra thì em nhìn, trời đất ơi, quả thật linh cảm của em nó hay như miếu vậy. Phải chi em nói trời, phải chi hồi em trúng lô tô trúng số đi, trời cuộc đời em nó lên hương biết mấy. Trời đất ơi, em ước làm sao, ước cầu cái gì có cái đó liền à, ngộ lắm. Từ đó giờ em ước mơ làm sao mà có đó liền. Trời, em nói ủa cái gì mùi gì thúi thúi, bộ con chó nó ị trong nhà mình á. Quả thật con chó nó ị rồi, trời đất ơi, ước mem ước mẹp nó ị. Tao nói một cái bãi phân nhìn nè mà nước mem à, đó nó bị tiêu chảy. Tao nói mình khổ ghê luôn nha. Đã ở trong đây phải chăm sóc ba đứa nhỏ đó, con em thì còn nhỏ xíu à, ra đây thì gặp con chó này mới mua về, tao nói nó bị gì, em chắc nó ăn đồ ăn không hợp thì sao nó bị tiêu chảy. Rồi ơi, em mới vừa hốt xong, mới vừa sạch sẽ lau xong, sạch sẽ xong, cái em vừa bước vô cái em nghe con em la lên, má ơi có cái gì thẩm thẩm thối thối, bộ con chó nó ỉa má ơi. Trời đất ơi, cái Ngọc chạy ra nó bánh bữa chạy ra nó trâu nó cứ làm thêm cái nữa. Mà Ngọc đếm nha, cứ 10 phút nó làm một phát, 10 phút nó làm một phát. Tao nói nó làm lia lịa liền xe bóc luôn, mà tao nói thở không nổi, chưa kịp lau chùi sạch xà bông là bắt đầu nó đâu anh kia nó phẹt phẹt như con vịt, mà nó phẹt 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 vậy đó. Mọi người biết con vịt mà nó đi vệ sinh không, nó phẹt 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 vậy đó. Trời đất ơi, tao nói cái chuyện mà 10 phút làm một phát này là một cái điều mà em không tưởng tượng nổi luôn đó. Thì em cũng không có ngờ được luôn là con chó em mới mua về mà nó lại bị một cái bệnh tiêu chảy như vậy. Mà sau đó thì em cũng không biết làm sao, em mới lấy em mới dẫn con chó này đi lại thú y đó, thì mới xin cái thuốc, thì người ta mới cho cái thuốc trị tiêu chảy của chó đó. Tại vì do nó ăn cái nguồn đồ ăn không có phù hợp đó, mình về mình cho nó ăn thịt sống, tại nó đòi ăn thịt sống mà, em cho nó ăn thịt sống thì chụp thịt sống nhiều khi có những cái con vi trùng không có tốt cho con chó, thành thử là nó làm cho cái hệ tiêu hóa con chó bị rối loạn đó. Thì khi nó uống cái những cái loại thuốc nó vô thì tự nhiên nó hết, trời đất ơi, chứ nó mà da rê thêm mấy ngày nữa là em cũng chết với em chết với nó luôn, nó chưa chết là em chết chắc luôn. Trời đất ơi, mọi người nghĩ đi, cứ 10 phút nó làm một phát. 10 phút nó nghỉ cho một đống, rồi ơi hổng cũng chết luôn vậy đó. Thì có nhiều người, người ta chưa xem hết cái clip kể chuyện của em thì người ta sẽ nghĩ trời ơi nhỏ này nghĩ bậy nghĩ bạ, nó bậy nó bạ. Nhưng thật ra là em nghĩ là đố thanh giảng tục, giống như câu chuyện nó giống như là đố thanh giảng tục vậy đó. Có nghĩa là mình nghe thì nó tục, nhưng tới khi mà mình nói ra thì nó lại thanh. Có nghĩa là cái câu chuyện nó không có cái gì hết, nó chỉ là một cái câu chuyện vui thôi. Đó, thì cảm ơn đại gia đình của mình đã lắng nghe cái câu chuyện vui của em nha. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye.